Dạ, xin mến chào quý vị, hiện tại mình đang mặt tại nhà anh Tỷ quý vị. Cũng là nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe và công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Thì nay mình có lên giường anh Tỷ quý vị, một số phô mai tứ quý, phô mai vàng phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Quý vị xem kênh thích cái nào alo ủng hộ trực tiếp anh Tỷ quý vị. Rồi anh ơi cho em cái chiều cao đi. Cái này là anh này anh đại diện không quý vị, mua bán thì ở bên anh Tỷ. Rồi cái này ảnh đo chiều cao lên tới đỉnh luôn, tới mặt bầu luôn là nhiêu anh? Sáu mươi lăm, chiều cao lên tới mặt bầu lên tới đỉnh 65 quý vị. Rồi anh đo cái chiều sổ luôn à? Chiều sổ lên đây hả? Ờ đúng rồi, chiều sổ 24 quý vị. Rồi anh bây giờ anh đo cái vòng eo ra cho em. Điều hả? Điều mấy không? 39 quý vị, chạc nhẹ đây. Rồi anh để chạc nhẹ cái cũ này luôn. Hình thức tham khảo quý vị, 56. Rồi anh bỏ thuốc dây anh xuống đây cái nè, không xuống đây được rồi. Rồi 75 quý vị, cũ đặt 75 ha. Rồi xây anh đứng anh xây dùm cho em. Thì qua video hình thức hôm nay quý vị xem có gì sai sót không, quý vị thông cảm bỏ qua ha. Anh này anh chỉ đại diện anh đo quý vị, cũng không phải trong nghề ha. Nên quý vị nào muốn thông tin chi tiết có liên hệ ảnh số điện thoại số Zalo quý vị. Cứ xây đi ha. Rồi mã số 1 là giao lưu 8 triệu quý vị. Mã số 1 cây phôi mai vàng quái ha. Cây này nhìn ở ngoài rất là đẹp quý vị, co lắc ha, duyên dáng ha. Mã số 1 8 triệu thì nay bên anh Tỷ anh đều bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi lên cây số 2 đi em. Quẩy luôn. Quẩy quẩy. Nóng lắm. Được. Rồi cái mai này lắc. Ai da. Cái này cũng còn số anh nhiều quá chứ quý vị, nên anh cần thanh lý bớt ha. Đây, cái hàng phôi găm. Mà số 2 cũng là phôi mai vàng đúng quý vị, cây bonsai ha, quái ha. Cây này nói chung cũng hình thức tham khảo quý vị. Rồi đo cho em cái quành eo đi anh. Ừ. Quái quý vị. 30 đi quý vị, cái này chiều cao nó ngang tay. Nhưng mà cái bệ cũ nó quý vị. Đây. Giống như cái lò xo ha, nó quắn quắn ha. Đây đế quý vị. Nó quái ha. Nguyên cái bệ cũ hết hồn quý vị. Đặt hết luôn ha, có anh đặt hết luôn. Mã số 2 cây phôi mai vàng này ảnh giao lưu quý vị là 4 triệu không quý vị. Rồi cũng bao ship quý vị mà mình tổ quốc ha. Rồi chuẩn bị qua phôi tứ quý quý vị. Cây số 3 quý vị lấy thước dây đo giùm em cái. Giờ tôi đứng quý vị. Rồi anh đo chiều cao. 48. Rồi của mình eo anh. 24 yếu tới 23 quý vị. Rồi anh đo cái chót đuôi giùm em à. Ừ. Nguyên thú nằm không quý vị. Là 25. Rồi cái này nguyên bộ đế hết. Không quý vị. Bích lên luôn nguyên cái đuôi thú à. Lên ngóc đầu quý vị, chi cành có sẵn ha. Chừng chịu đều có hết quý vị. Ghép mau chơi ha. Xây giùm em nha. Thì nay những cái phôi này anh bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi mã số 3 là có giá 5 triệu ha quý vị, bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi xuống cây giùm em. Mã số 3 5 triệu phôi mai tứ quý. Thì nay có những cây này anh mới cũng đem về ha quý vị, nên anh cũng cần bán có những cái bầu bự ha. Thì có thể là anh tới chừng quý vị nếu mà chốt thương lượng với anh, anh rút lại cái bầu không quý vị. Tại cái bầu này quá bự. Cho em chiều cao anh. 63. Rồi cứ anh đo chiều cao xong anh đo hoành cho em được. 22 quý vị. Đây cụ đế quý vị. Con cái là anh bứng đường kính bầu anh chưa rút lại, nó tầm khoảng 6 tấc quý vị. Cái này rút bầu lại ha. Đế này cũng về chưa khai thác gì mấy nữa quý vị, xương xương à. Rồi mà số 4 cũng có giá 5 triệu luôn quý vị, cũng bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn anh. Tới mã số 5. Ủa.
cây đúng rồi, cây này đó đó. Hai người nhâm. Rồi cái mã số 5, cây tứ quý phôi giáng long quý vị, thân lắc lượng ha. Rồi cho em chiều cao anh. Không chiều cao lấy tên cậu cậu để thôi. Hả? Ừ, đúng, hả? Đúng đúng rồi. Thằng này thì 38. Rồi hoành thân đi anh. Rồi 21 đến 20 đi quý vị. Rồi anh đo chiều sổ tổng nội đế cho em luôn. Chiều sổ ra lên luôn hả? Không, chiều sổ tới cổ rễ thôi. Tới cổ phải không? Dạ. 25 quý vị. Rồi ra tổng cái nội đế anh. Chạc ngang tổng cái nội đế. Ừ. Hình thức tham khảo thôi. 90 quý vị. Rồi xây em đi. Xây. Mà số 5 quý vị. Cây tư quý bonsai nghệ thuật ha, lắc lượng ha, đế sổ ha. Là giá. Cây mà số 5 giá là 5 triệu hả quý vị? Bao ship quý vị toàn quốc rồi, xuống cây anh, 5 triệu. Mà số 6. Cũng là một cây tứ quý cũng dáng long thân lắc lượng luôn, rồi cũng cho chiều cao anh, từ cổ rễ thôi. Dựng tới mặt cái mặt bầu. Ừ. 53 đi quý vị. Rồi cho em cái hoành thân. 30 quý vị, 31 có yếu tính 30 ha. Đế bên đây mặt đây thì nó sổ cũng gan tay mình không quý vị, quyên cũ ha. Đặt khẹo luôn ha quý vị. Rồi mã số 6 là giá 5 triệu luôn không quý vị, cũng bao ship quý vị toàn quốc rồi, xuống cây luôn anh. Tới mã số 7. Cũng là tứ quý, cây bonsai cốc mini quý vị. Rồi cho chiều cao. Hồi này em đếm đo hạo luôn nè. Cho lẹ 2 tấc không quý vị, từ đây lên tới đỉnh 2 tấc ha. Cho em cái hoành thân đây. Hình thân vị trí đó 22 quý vị. Rồi anh chàng qua đây cái. Ừ. Chàng qua cũ đặt quý vị, 43 quý vị. Rồi. Để quý vị. Quá quái ha. Bonsai mini để bàn. Rồi mã số 7 giá ảnh giao lưu quý vị 4 triệu không quý vị. Cũng bao ship toàn quốc rồi, xuống cây. Thì qua quý video hôm nay quý vị xem kênh, thích cái nào alo trực tiếp anh tỷ quý vị. Mã số 8. Rồi chiều cao anh. Giống như chàng như này. 53 luôn quý vị. Rồi hoành eo luôn. 23. Rồi anh chạc nhẹ đây cái này. Ừ. Cũ đặc quý vị. Xuống cũ 31 quý vị. Rồi anh đo chiều sổ. Chiều sổ với tổng nội đế luôn. 29 đi quý vị. Rồi tổng cái nội đế luôn. Đây. Ừ. Hào hào thì nói chung anh này cũng không phải trong nghề quý vị. Quý vị coi hình thức tham khảo ha. Tham khảo ha. Rồi buông ra được anh. Để sổ bít hết luôn quý vị. Thằng lắc được ha. Nay có mấy cây thằng lắc quý vị. Rồi mà số 8 này anh giao lưu giá quý vị là 4 triệu rưỡi không quý vị. Bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi xuống cây luôn anh. Mà số 8 4 triệu rưỡi. Lên cái mã số 9. Cây này cũng là cây nghệ thuật luôn, bonsai co lắc. Rồi chiều cao, chiều cao đó. Ừ. 23 quý vị. Rồi anh đo cái hoành eo đi. Ừ, ngay đó đi, tham khảo. 21 quý vị. Rồi anh đo chạc ngang đây nè. Ừ, cũ đặt đó. Đúng rồi. Cũ đặt nó tới 450 quý vị. Chiều sổ nó cũng 2 tấc ha. Này quý vị một gang tay mình nói chung là 2 tấc đi, có hơn không quý vị? Khiến mình khối đặt luôn. Sổ bích hết luôn quý vị. Cũng chữ C ha. Bonsai quá đẹp. Mã số 9 này giá là 4 triệu 8 ha quý vị. Cũng bao ship quý vị toàn quốc. Rồi xuống cây luôn anh. Lên mã số 10. Mã số 10 một cây hơi siêu siêu quý vị, lấy thước dây đo em chiều cao. Ba mươi bốn. Rồi hoành eo anh.
30, đo bên lên đây chút xíu đó, có cái cũ đặt rồi. 25 yếu tính 24 quý vị. Rồi, để đi quý vị. Quyển cũ ở đây còn bệ nữa ha. Chừng chịu thì có hết quý vị. Rồi mã số 10 này ảnh giao lưu giá quý vị 5,5 triệu ha, cũng bao ship quý vị toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Mã số 11. Cây này cũng bonsai đúng quý vị. Chiều cao anh, chiều cao từ lên cổ rễ lên tới đỉnh thôi. Ba mươi lăm quý vị. Rồi cho hoành eo 27 quý vị, chạc nhẹ xuống cái nữa. Ừ, chạc nhẹ cũ đặc ba mấy quý vị. Rồi nên chạc xuống cái gì tí thứ ba cái nữa. Sáu mươi ba quý vị, sổ cũng gần 2 tấc ha, nguyên khối đặc quý vị. Rồi cây mã số 11 giá giao lưu quý vị là 6 triệu quý vị. Mã 11 6 triệu cũng bao ship quý vị toàn quốc. Rồi xuống cây luôn anh. Mã số 12. Cây này nhỏ không? Cái bầu quá hớp. Mã số 12 trực lắc quý vị. Chiều cao anh. Rồi 53. Rồi hoành thân luôn. Còn mọi thứ quý không không quý vị? 22 hoành. Cái này nguyên bệ không quý vị? Cái này đế còn khai thác nữa ha. Thì quý vị nhìn thấy bầu đất cũng biết rồi. Cái mã số 12 ảnh giao lưu giá quý vị là 4,3 triệu ha quý vị, cũng bao ship toàn quốc ha. 4,3 triệu. Mã số 12 rồi xuống cây luôn anh. Cái mã số 13, mã số 13 là cái cuối clip video ngày hôm nay ha quý vị. Rồi cho em chiều cao luôn anh. Ừ, 47 quý vị. Rồi anh cho em cái hoành neo trước đi. Lúc ở trên á. Ừ. Lên trên luôn. Lên đây luôn. 37 quý vị. Rồi chạc nhẹ xuống miếng anh. 42 đi quý vị. Chiều sổ nó cũng 2 tấc không quý vị. Đây một gang tay mình ha. Quyên củ đặc, củ đặc này tới 4 mấy luôn quý vị. Củ đặc này 45 46 ha. Đế lực. Một cốt lên 4 5 thân quý vị. Và mã số 13 này là cây cuối clip quý vị, có giá quý vị là 3 triệu ha, 3 ha, bao ship quý vị toàn quốc ha. Thì cuối video này mình cũng thay mặt tỷ quý vị, cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Thì quý vị xem thích cái nào alo trực tiếp anh tỷ quý vị. Rồi.